Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46, có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46, có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46, có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46, có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46, có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long của Toàn, nơi ký nhận mua bán nhà đất. Hôm nay Toàn cần bán đất nền, lậu nhựa 4m, có kênh xử lý nước sinh hoạt hơn 10m, có điện, có nước, hướng Tây Bắc ngay bà con mình, thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích đất nền cần bán là 136,8m, ngang 5m, cạnh dài là 27,46,
có 93m là đất thổ cư, còn 43,8m là đất trồng cây lâu năm. Giá bán là 360 triệu. Liên hệ 0923 033 039 hoặc 0963 644 635. Toàn bán đất, luôn nhận đất chính chủ, không qua không gian và cũng không kê giá. Mong bà con vui lòng đăng ký kênh YouTube của Toàn để xem được những miếng đất phù hợp mua ở hoặc mua đầu tư. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ.